Tại sao lên iOS 16 rồi mà vẫn không thể tách chủ thể trên màn hình khóa được? Như các bạn thấy thì một số hình nền của mình có thể tách ảnh chủ thể, nhưng có một số thì lại không thể tách. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên là vì hình nền của bạn bị thiếu chiều sâu. Muốn tính năng này hoạt động thì bản thân hình nền mà bạn đang sử dụng phải có chiều sâu. iPhone sẽ phân tích ảnh và xem bố cục của ảnh. Đối với một vài bức ảnh quá phức tạp, thiết bị không thể phân tích được, hiệu ứng chiều sâu sẽ không hoạt động. Thứ hai là do chủ thể ảnh quá lớn. Đối với những chủ thể ảnh quá lớn, nếu hiệu ứng chiều sâu hoạt động như bình thường thì sẽ che đi quá nhiều phần số của giờ và ngày hoặc là tháng. Và cái cuối cùng là có khi do bạn chưa bật hiệu ứng. Hiệu ứng chiều sâu chỉ tự động được bật nếu hình nền tương thích, nhưng việc kiểm tra cũng không hẳn là thừa đâu nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng menu 3 chấm ở dưới cùng bên phải và bật hiệu ứng lên là được nha. Nhưng các bạn lưu ý giúp tôi là bạn sẽ không thể bật cái hiệu ứng chiều sâu này lên nếu mà cái hình nền không tương thích với tính năng này nhé. Ok, thắc mắc đã được giải đáp. Chúc các bạn thành công!